Kim Phạm Canada Channel xin trân chào quý khán giả. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Hôm nay là ngày Chủ nhật 2 tháng 4 năm 2023. Kim Phạm trở lại Entrepot Costco, mình tạm dịch là hệ thống bán sỉ lớn nhất Canada và Mỹ. Trong cái Costco này, họ bán tất cả thịt, cá, tôm, rồi đồ đông lạnh, bánh, kẹo, sô-cô-la, nước cam, rượu, bia, và bán luôn cả quần áo, phụ nữ, trẻ em, và bán đi luôn cả giày dép. Đây là một cái tủ họ bán nước cam. Chúng ta tiếp tục đi nhé. Bên đây chuối. Họ bán theo giá sỉ nha. Chuối đồng 99, rất là ngon, tươi. Khi chúng ta muốn vào đây mua thực phẩm hay mua đồ dùng thì chúng ta phải làm một cái thẻ hội viên của họ. Thẻ này thì Kim Phạm không biết bao nhiêu tiền một năm, nhưng mà con trai của Kim Phạm á, mỗi năm nó đóng tiền cho Kim Phạm. Thì Kim Phạm chỉ biết là chắc cũng khoảng 60-70 đô la Canada một năm á. Cái thẻ hội viên này á, nó có tất cả là hình như là 3 loại. Cái loại mà của Kim Phạm đang xài á là, không, cả nhà thấy nó để cái chữ Costco Wholesale không? Hệ thống bán sỉ đó. Ở dưới nó có cái chữ Executive Member, tức là con nó mua cái cạc này, các cái loại này cũng ok, nó mắc hơn mấy cái loại thường. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi nha. Tại vì cách đây khoảng một tháng Kim Phạm có vào đây một lần, nhưng mà lúc đó mình không có quay chi tiết, tại vì mình cũng không có biết là trong đây họ có cho mình quay hay không đó. Thành ra thì chúng ta tiếp tục đi nha, đồng lắm bữa nay, tại vì bữa nay là Chủ nhật và thứ sáu tới này là lễ, hình như nếu Kim Phạm nhớ không lầm là lễ lá của bên đạo Công giáo, là một cái lễ rất lớn để chuẩn bị cho cái lễ phục sinh là ngày Chúa sống lại. Tại vì Kim Phạm là người ngoại đạo nha cả nhà, Kim Phạm là một Phật tử bên Phật giáo. Họ bán rất nhiều thứ đây. Cái trái ô liu, giá của họ là giá sỉ nha. Thì chúng ta đi tiếp nha. Đó. Cả nhà thấy không, đồ họ chất lên như vậy đó. Nhưng mà những cái đó là họ chưa có tháo mấy cái wrap mà quấn xung quanh, dưa leo nè. Thì chúng ta chỉ lấy mua những cái mặt hàng phía dưới thôi. Tại vì leo lên đó rất là nguy hiểm. Họ không cho leo, họ có để dấu hiệu nè. Cấm leo. Tại vì cái xe Kim Phạm mua đi vào đây từ hồi sáng tới giờ nó cũng hơi nặng rồi nha cả nhà, thông cảm nha. Thành ra mình đẩy qua đẩy lại thì nó hơi quờ quạng một tí. Bên đây là mấy cái này là cái gì? À, cái này giống như mấy cái kêu là cái gì đây? Giống như cái chip à. Nó có tất cả 7 cái vitamin. Họ bán rất nhiều. Bên đây là cái gì đó, Kim Phạm cũng không biết nhiều lắm. À, tomatoes. Là cà tomat, là cái loại mà organic. Cũng rẻ lắm, giá phải chăng. Còn quý vị nào thích món Ý, đây, spaghetti macaroni đủ hết ha. Mì gọi là Việt Nam kêu là mì ống á, hay mì Ý đó, nhiều lắm. Bây giờ chúng ta không thể nào đi hết trong một buổi sáng hôm nay, dù rằng trước đây Kim Phạm có quay một cái video clip lên rồi. Đông lắm nha cả nhà, hôm nay là còn khủng khiếp hơn hôm qua ở mà cái shopping gây đăng du.
cả nhà thấy đồ của họ không? Đúng là một cái hệ thống bán sỉ mà khủng khiếp, lớn nhất Canada và lớn nhất nước Mỹ luôn. Mà cái lực lượng nhân viên của họ rất đông nha. Theo như các thống kê mà Kim Phạm sưu tầm á, thì những cái đại công ty thuộc tập đoàn sau đây là có cái số lượng nhân viên gọi là khủng khiếp nhất thế giới, đó là tập đoàn Microsoft của tỷ phú Bill Gates, và tới tập đoàn Amazon, ông này tỷ phú này tên gì Kim Phạm cũng quên rồi, rồi là nữa là Costco, hệ thống là bán sỉ lớn nhất Canada và Mỹ, rồi đến một cái nữa là Walmart, là hệ thống bán lẻ cũng lớn nhất Canada và Mỹ, mà hôm trước Kim Phạm có đưa lên một cái video clip, tức là họ bán không thiếu một cái gì. Các nhà thấy không, có bán tả cho em bé nữa nè, thấy không, đây là có một cái pharmacy đó, pharmacy vừa tiếng Pháp vừa tiếng Anh, thấy không đó. Bên đây là cái gì, bên đây là chúng ta hoành lại đi ha, chúng ta đi qua một cái chỗ khác nha. Đông lắm, hôm nay thì có thể là Kim Phạm chỉ quay vắng tắt thôi, tại vì quá xá đông rồi. Tại vì cái lễ này là của bên đạo Công giáo, mà đại đa số người Canada và người Mỹ là hầu gần như là họ theo đạo Công giáo rất nhiều. Do đó những cái ngày lễ bên đạo của họ rất lớn. Họ tiêu xài rất lớn. Thành ra mình thấy là tại sao mà các chợ truyền thống cũng như một số các siêu thị cũng sang trọng ở Việt Nam mà họ bị vắng rồi như vậy, tại vì mình cũng không hiểu lý do tại sao. Cái đó thì chắc phải có chính phủ hỗ trợ vào mới được cho các chợ truyền thống hay các siêu thị. Đến đây thì đây quần áo. Quần áo với các loại luôn, quần jean, quần gì cũng có luôn, quần là đi mặc rồi dài nè, đó, để coi đôi giày là bao nhiêu, wow, đôi giày Nike này của nữ, à không, đôi giày Puma, 44.99. Wow, đây một cái rừng sách nha cả nhà. Sách học, sách người lớn, sách trẻ em, sách gì cũng có luôn. Muốn nghiên cứu cái gì có luôn. Tức là thằng Costco này nó là một cái thằng nữa rồi. Kim Phạm phải dùng cái chữ nó là trùm luôn á. Cái gì nó cũng bán được á. Thịt cá, tôm, cua, gà, bò, heo, vịt, đông lạnh. Chứ nó không có bán mà thịt tươi, thịt sống nha. Nhưng mà đồ đông lạnh có hết. Rồi cả mực, bạch tuộc có luôn, rồi cá salmon là tiếng Pháp gọi là salmon có luôn hả. Và bây giờ đây là họ bán những cái đồ đi chèo thuyền nè, đi chơi đó, đó cũng kiếp chưa, cái gì cũng bán được hết trơn á, đó cũng kiếp không. Những cái ghế này để chúng ta đi picnic rồi ngồi xếp lại được. Đây nó kêu là cái kick scooter, thấy không. Đó, có nón đó nè, nón nó đi xe đạp đó. Bây giờ đây là cái này là mới nha, mấy năm trước Kim Phạm đi Costco, chiếc xe này là cái bánh nó bự chà bá luôn cả nhà thấy không, nó xe đạp 649 đồng. Cái bánh này là để chúng ta đi đâu phải không, chúng ta đi leo núi hoặc leo đi rừng rồi chơi đó, đó cũng khiếp. Bây giờ mình đi qua một cái chỗ khác nữa nha. Tại vì khi mà Kim Phạm thấy không có thể quay tiếp nữa thì Kim Phạm sẽ xin tạm ngưng nha. Chúng ta đi vào đây. Nơi đây họ bán những cái đồ gạt nước kính xe hơi đó. Thấy không? Nó bán khủng khiếp không? Nó bán luôn cả mà dầu nhớt đổ xe hơi luôn đó.
những cái hiệu mà mắc tiền luôn á, cũng kiếp chưa. Rồi đây đó, cái gì cũng mà thuộc về xe hơi, găng tay nè đó. Cái này là nó để vừa tiếng Pháp về tiếng Anh nha, tại vì Canada là một quốc gia đặc biệt nhất trên thế giới, là hai ngôn ngữ Anh Pháp, gọi là bilingue. Thì họ để là winter work gloves, là cái bao tay để làm việc mùa đông. Ở dưới là có tiếng Pháp là găng de travail d'hiver, tức là găng để làm việc, như làm lao động đó, trong mùa đông. Đại khái về đi ha. Ồ, cái gì cũng có đó. Ồ, loa liếc cái gì ơi, cái gì nó cũng có hết chân luôn á. Này nó ghê lắm. Bây giờ nó nè, mấy cái đồ nào để mà chúng ta mà bánh xe mà bị xẹp bánh rồi đó, bể bánh đó. À, nó kêu là cái jack á, thấy không? Ở đây là cái jack nè. À, 3 tấn, cái xe hơi khoảng 3 tấn thì xài được. Quá trời luôn ha, khủng khiếp không? À, cái này. Cái này mới thấy nha. À, cái này giống một cái mình gọi là một cái bình sạc đó, xe hơi đó. Cái gì nó cũng bán luôn, rồi phải công nhận nó là chùm luôn đó, bán nệm á. Không, bán luôn nệm luôn á, nệm ngủ đó. Ha. À, bây giờ mình quẹo qua bên đây. Oh man, bữa nay nó bán luôn mấy cái này luôn. Bán luôn. Ồ, cái này nào giờ không có nha. Bữa nay nó bán luôn gỗ V-Lock trong sàn nhà nè. Đó. Ồ, khủng khiếp chưa. À, bằng cái này bằng vinin nha, chứ không phải bằng gỗ. Sorry. Ồ, nhà tắm nè. Nhà tắm đứng á. Ồ, ghê chưa. Bây giờ là nó lấn sân qua cái của các cái thằng như là Canadian Tire và Renault Depot này, chuyên môn bán đồ xây dựng trong phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nhà tắm. Và bây giờ Costco này nó có vẻ nó hơi lấn sân qua ha, giống như mà diễn viên mà bây giờ lấn sân qua làm ca sĩ ca nhạc luôn đó. Đây, cái này gì? Lovers. Cái này là máy giặt, tại vì họ dùng tiếng Pháp rất nhiều nha cả nhà, tiếng Pháp rất là nhiều. Rồi chúng ta đi tiếp đi ha. Rồi một lát thì Kim Phạm sẽ đứng lại tổng cộng của cái xe của mình bao nhiêu. Cái này là hình như cũng máy sấy á, hiểu Samsung rất nhiều. Này bán cái gì? À, đèn. Đây là cái gì đó? Cái này là cái gì không biết nữa. À, mấy cái đồ nhựa nó bán luôn. Rồi cái khủng khiếp. Nãy rồi cái gọi đó là ông chùm luôn. À, băng keo nè. Đó. 8 cuộn băng keo. Đó. Băng keo loại tốt nha. 15.99, rất tốt. Chất lượng. Phải băng keo Scott luôn. Đó. Kéo luôn. Này là cái gì? À, không thấy chữ luôn. Này, cái gì đó? À, viết stylo. Pen đó. À. Cái gì nó cũng có chứ. Phải sợ luôn á. À, hàng nó chất cái khủng khiếp không? Ê, mới gọi nó là cái hệ thống mà bán sỉ đó nha. Bán sỉ đó nha. Chưa. Còn cái thằng mà đối nghịch với nó là thằng Walmart, mà hôm trước Kim Phạm có đưa lên một cái video clip đó, là thằng đó là bán lẻ lớn nhất Canada và Mỹ. Rồi mấy cái kệ của nó khủng khiếp không? Đây à, máy giặt máy sấy luôn à, dính chung á. Đó. Bếp. 1204 đồng. Chúng ta đi vào đây coi có cái gì ha. Ồ, máy làm bánh, máy đánh trứng, máy gì nó cũng chơi luôn. À, KitchenAid nè, hiệu nổi tiếng này nha. Rất là vô đây là mình thấy mình ngợp luôn á. Không biết cái gì mà nó cũng có. Ờ, máy xịt sinh tố nữa nè. Ồ, hàng có đó, đó, quá trời không đó.
đông lắm nha. Bữa nay là tại vì người Canada cũng như người Mỹ, cái lễ sắp tới là cái lễ gọi là lễ tiếng Anh gọi là Easter, là lễ phục sinh á. Bên đây thành phố tiếng Pháp thì gọi là lễ Pâques. Lễ này rất lớn á, tức là mình Việt Nam mình coi là lễ phục sinh hay lễ Chúa sống lại đó. Người ta họ ăn lễ lớn lắm. Dù rằng là sau hậu Covid chứ, đối với người Canada, người Mỹ là họ xài là xài à. Đó. Để một lát đây có tiệm bán mắt kính nè, đủ loại kính hết, thấy không? Bên đây là TV. Đó. Ồ, mà nó có mấy... Đó, đó. TV nè. Quá trời không? Họ muốn cái kiểu gì cũng có hết. Samsung, Sony, LG. Đó, quá trời không? Đó, Samsung TV. Đó, đúng kép không? Vô đây là... Đó là phải nói đó là Samsung nè. Đó. Đó là chùm luôn đó mà. Có nhiều cái hiệu lạ quá, Kim Phạm cũng không biết luôn đó. À, Sony nè. Có cái hiệu lạ quá. Costco nè, đó, dấu hiệu của nó đó. Chúng ta đi ra đây đi ha, để coi coi có cái gì nữa không. Ồ, bên đây cái gì đây? Điện thoại. Ồ, đúng là hệ thống bán sỉ lớn nhất thế giới mà, cái gì nó cũng bán được hết trơn. Ồ, qua đây nè. Đó. MacBook Pro đó. Đây. Đây iPhone nè. iPhone 14 nè. Đó. Cái gì cũng có, đồng hồ nè, đó. Ồ, nó là chùm luôn á. Giờ để Kim Phạm đi trở lại tìm cái xe đẩy của mình nha. Là cái loa nữa nè. Không, cái gì nó cũng bán được hết trơn. Cái vali hay cái gì nó cũng có luôn á. Trong đây thì nó ít người phía ngoài kia. Tại trong đây đồ nặng không à. Bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén. Đây, cái xe Kim Phạm đây. Bây giờ tạm thời mình đứng đây nha. Cái xe này thì hôm nay Kim Phạm mua khá nhiều, thì chưa có biết là bao nhiêu, nhưng mà theo Kim Phạm phỏng chừng thì cũng khoảng trên dưới 400 đô la Canada. Đây là mì chay nha cả nhà, mì kim chi đó của Mỹ nha. Tại vì một tháng Kim Phạm ăn chay 4 ngày Chủ nhật và mùng 1 ngày rằm, mình ra mua ở nhà còn, nhưng mà mua thêm dĩ dầm đang ăn chay. Đây là gà barbecue 7 đồng mấy một con. Đây là họ có ghi là salad de poulet, với tiếng Anh là chicken salad, tức là để ăn với bánh mì sandwich hay bánh mì gì cũng được. Đây cái thịt này tiếp theo nha, 21.56. Khoảng là 2 kg 540 gram nha. Đây là yogurt cho con trai Kim Phạm, vì Kim Phát tập gym có rất cần những cái thứ này. Bao bom này nha cả nhà, bom này để coi bao nhiêu không biết. 2 kg 72
Bơm này hình như bơm của Mỹ, không thấy xuất xứ. À, bơm này của Canada nha. Bơm này chắc bao này cũng khoảng 9 đồng. Rất ngon. Đây là hộp salad trộn. À, không thể lấy lên hết được tại vì nó vướng ở dưới rồi. Hôm nay mua tới 3 thùng sữa Boost nha cả nhà. Mỗi một thùng là có 24 hộp. Sữa này rất tốt cho những người mà tập thể thao, chơi gym hay gì đó. Nó cũng hơi đắt nha. 24 hộp mà 43.99 Canada. Còn phải cộng thuế nữa nha. Hôm nay mua 3 hộp để bị cho thằng con. Hai vợ chồng để dành một hộp để uống. À, và còn cái này. Cái này cũng mắc lắm nha. Cái này là gọi là cái Premier Protein, tức là cũng dành cho mấy người mà chơi gym nha, con trai Kim Phạm đó. Nó nhờ mua dùm, nhưng mà thôi mua cho nó. Cái này thì nó có là 18 hộp thôi nha. Nó có số 18 rồi thấy không? 43.99 Canada đó. Rất tốt cho mấy người mà chơi gym, chơi thể thao. À, ở dưới đây có để bồi dưỡng cho thằng con đi, tại vì cháu nó đi làm ở Phật Masi thì nhiều khi về tối. Đây là có yogurt của Greek, cái là của Greek là nước Hy Lạp. Bánh mì của họ rất ngon nha. Đó, bao này là họ để 6.99, có mè cho nha, rất tốt. Tại vì con Kim Phạm nó dược sĩ làm ở Phạm Bác Sĩ, người ta những thức ăn là nó tuyển chọn dữ lắm. Thì tuy nó hơi tốn tiền nhưng mà nhờ vậy mà sức khỏe gia đình được tốt. Bánh mì. Bánh mì sandwich này thì mười mấy hai chục năm nay là gia đình Kim Phạm mỗi lần mua ở Costco hoặc là các cái siêu thị của Tây á, thì mua bánh mì này là cái ruột ở trong nó màu nâu nha, chứ không phải màu trắng. Nó tốt hơn cái ruột ở trong màu trắng. À. À, thấy không? Thấy nó để không? Rất là tốt. À. À. Đây là chuối già, chanh. Trong đây nó chỉ có cái là nó không có bán ớt rồi. Ớt mỡ khỉ mất trái rồi, nó không có. Thì chúng ta sẽ thấy coffee mate, tức là cái sữa bột này để mình pha vô những cái cà phê mà gọi là instantaneous cà phê mà hòa tan á, mà bỏ cái sữa bột này vô uống rất ngon. Tức là nó cũng tốt lắm. Cái này thì nãy không biết bao nhiêu. Đây là chà rớt nước cam Tropicana. Trong đây nó là có, cả nhà thấy nó để tiếng Anh không, bên kia tiếng Pháp. Đó là nó để cái chữ này là trong đó có cái xác của cái trái cam á. Đó. Hiệu Tropicana là số 1 ở đây đó. Nó để 100% vừa. Đó là tự nhiên á. Orange juice, nước cam. Ngon lắm. Khi mà chúng ta ăn sáng hay là ăn trưa gì chúng ta uống một ly cũng rất là ngon. Bây giờ chúng ta đi một vòng nha, trước khi Kim Phạm tạm dừng cái video clip ở đây nha. Tại nó cũng khá dài rồi. Tại mình không biết nó còn cái gì nữa. Thì mình không thể nào đi qua cái chỗ mà bán thịt, bán tôm, bán cá mà đông lạnh được, tại đông quá trời luôn bữa nay. Đây là cái gì vậy? Gối giường vậy đây. À, mềm.
Đây là nệm này. Khoảng trên dưới 400. Thế là cái gì nó cũng bán được á, phải gọi nó là ông trùm á. Mấy cái kệ luôn rồi, thấy không? Cái gì nó cũng bán được á. Cái xe này nó hơi nặng nha, thành ra nhiều khi cả nhà thông cảm nha. Xe nó nặng quá, thành ra nhiều khi mình đẩy nó cũng hơi bị, cái camera nó cũng hơi bị chao đảo á. Đây nè, bán đĩa giấy rồi nè, để ăn tiệc rồi đó. Ăn xong rồi vứt đi chứ không cần phải rửa. Đây nè, nó kêu là giấy mà napkins đó, hai lớp á. Ở dưới họ có để tiếng Pháp là serviette à dîner đó, de épaisseur đó, napkin nha. Không khiếp được. Quán luôn bao đựng rác đó nè, đó. Bao đựng rác đó. Đó, đó bao rác đó. Những bao rác kiểu gì cũng có luôn. À, mấy cái này là mấy cái, kêu là mấy cái plastic food prop để mình đồ ăn gì mình cuộn lại đó. Đó khủng khiếp không? À, cái này là đi giấy để ăn tiệc rồi đó. Xong rồi chúng ta uống xong rồi vứt đi. Có thể để uống bia rồi cũng được, khỏi cần rửa riết gì hết trơn ha. Đồ hàng nó về quá trời, nó làm không kịp luôn đó. Bên đây là các loại bánh mì nha. Bánh mì sandwich mà ở Việt Nam hay dùng cái kiểu bánh mì kẹp á. Đằng kia có biscuit, cookies. Đó. Đây, chúng ta rảo qua một vòng chỗ họ bán trái cây rồi ha. Để chúng ta kết thúc cái video clip thì cũng khá dài rồi nha. Lớn lắm, trong đây nó lớn khủng khiếp luôn. Cái hệ thống bán sỉ lớn nhất thế giới ở Canada với Mỹ nó không có vào Việt Nam, tại vì cả nhà muốn vào mua trong đây, như nãy Kim Phạm có đưa cái thẻ, mình làm cái thẻ đó phải đóng tiền, một năm đóng bao nhiêu đi. Tại vì con trai nó làm cái thẻ đó cho Kim Phạm, mình ra Kim Phạm cũng không biết bao nhiêu. Mình chỉ biết nó làm nó đóng tiền rồi mình xài thôi, mình đi mua đồ trong đây thì mình trả tiền thôi. Đó, chỗ trái cây đó, bán cam, quýt, đủ thứ, chuối già, chuối, thậm chí bán chuối cao luôn nữa đó. Bán thơm luôn nữa. Và mấy cái dịp mà Tết Việt Nam họ còn bán luôn nhiều thứ lắm, hầm ba lăng luôn. Thơm rồi, bom rồi, trái hồng gì, cái gì cũng có. Thôi chúng ta quẹt qua đây nha, trước khi kết thúc cái video clip này, nó cũng dài lắm rồi. Đó, tủ của họ đó cũng khiếp chưa, mấy cái dàn tủ lạnh của họ. Rồi chúng ta quẹo vào đây một chút xíu nha, rồi trước khi tạm biệt nha. Ở kia là quần áo thôi, bán cái gì đó, cái không biết đó, đồ đông lạnh. Poitrine họ để là
Poitrine de Poulet, tức là ức gà. Mình nhớ một lần. Đó, gà nữa nè. Chicken. À, tại sao gà ở đây nhiều vậy? Tại vì Kim Phạm có quen mấy vị bác sĩ gia đình mà của gia đình Kim Phạm hồi xưa cũng có đi mấy ông này, mà mấy bác sĩ này về hưu rồi, thì mấy bác sĩ cũng nói là ngoài cái thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, cua, cá rồi, thì mấy bác sĩ cũng và mấy dược sĩ cũng khuyên là tốt nhất là ăn cá, là nếu mà thịt đó thì là thịt gà. Bởi vì thịt gà nó tuy là nó có mỡ mà chúng ta khi làm bếp chúng ta có thể lạng được cái mỡ đó ra, còn như thịt bò thì nó nằm với cái xới rồi nó nằm ở trong cái mỡ, khó lạng ra lắm. Và bây giờ đó, đằng kia là rất là đông. Và đến đây video clip cũng khá dài. Kim Phạm xin tạm dừng ở đây. Xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và nhiều điều nhí trong cuộc sống. Nếu thích các video clip của Kim Phạm, xin nhấn một like, thích, share, chia sẻ, comment bình luận, hoặc là một vui lòng đăng ký, subscribe để Kim Phạm có động lực ra thêm nhiều video clip mới phục vụ quý vị. Xin thân chúc cả nhà một ngày Chủ nhật cuối tuần hạnh phúc và nhiều niềm vui. Xin tạm biệt. Bye bye.